MU có thể chia tay 12 cầu thủ ở hè 2022. MU nhiều khả năng sẽ công bố Erik ten Hag trở thành huấn luyện viên mới của đội bóng vào cuối tháng 4 này. Ông thầy người Hà Lan ký hợp đồng 3 năm với đội chủ sân Old Trafford, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy vậy, để thực sự trở lại vị thế trước kia, MU phải có một cuộc cải tổ mạnh mẽ hơn ở đội hình. Mới đây, huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick xác nhận đội bóng sẽ có một cuộc cải tổ 6, 7, thậm chí là 10 cầu thủ mới sẽ đến. Có người mới đến, đồng nghĩa sẽ có người ra đi. Theo The Guardian, số lượng những gương mặt trẻ chơi tại MU mùa hè này có thể lên đến con số 12. Top 3, Cavani, Matic, Lingard, Juan Mata và Legrand đều hết hợp đồng vào mùa hè này và được tự do ra đi. Ngoài những cái tên kể trên, Anthony Martial, Rashford, Phil Jones, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly đều có thể rời sân Old Trafford nếu MU nhận được những lời đề nghị hợp lý. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.